Sau đây là pha thi đấu chính đề của anh em tụi em. Chua ly. Chu 19, khó chịu chưa? Đón xem đây. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với mình. Mình là Nhân của Fansico. Trong cái video này Nhân sẽ chia sẻ tất cả các bạn là tuyệt chiêu giao bóng mới, đó là giao bóng mổ xoay xuống ngắn, sẽ giúp cho tất cả các bạn chủ động hơn trong cái khâu mà giao bóng tấn công nhé. Rồi về đầu tiên Nhân xin nói về cách cầm vợt nha. Là các bạn cầm đánh đều, đánh như thế nào thì các bạn cầm giao mổ y hệt như vậy luôn. Và các bạn lưu ý giúp Nhân nè, khi mà đụng bóng á, thì các bạn nhớ cái phần này nè, khi mà tiếp xúc đó là mặt vợt mình, ví dụ xoay lên là mình mổ đứng mặt vợt lên, cái mình mổ bên hông chứ bóng như vậy đúng không, thì xoay xuống mình nằm hơi nằm mặt vợt giống như như vậy. Thì khi đụng bóng thì các bạn dùng cái cổ tay của các bạn đụng, khi đụng tiếp xúc bóng thì các bạn chém dưới đích cái bóng này, các bạn nhấn xuống đây như vậy, đó là nó sẽ thành xoay xuống. Các bạn nhớ không, đừng có gồng tay, càng thả lỏng càng tốt, mà khi đụng bóng nè, cái phần cổ tay các bạn bấm vào dưới đích cái bóng này đó, các bạn thấy xoáy ghê không? Rồi cái này nó chỉ khác với lại bóng xoáy lên, một cái là xoáy lên là các bạn đứng mặt giờ các bạn chém bên hông chế bóng, thì xoáy xuống các bạn nằm mặt giờ các bạn chém ở dưới đích chế bóng, chém vào trực tâm ngay thẳng đích chế bóng luôn. Đây chế bóng đây, tay các bạn đây rồi chém thẳng xuống dưới đích gì thôi là xong, rất là đơn giản. Còn thêm một cái nữa là về cái điểm tiếp xúc á, nghĩa là khi mà các bạn chém á, thì các bạn để ý này, nếu mà như Nhân á, Nhân chém đó, nó nằm ở cuối bàn thì không bao giờ giao ngắn được, rất là khó, nó không đủ lực qua, thì các bạn cứ phải chém vô cái phần nằm ở tầm giữa bàn như vậy cho Nhân, là nó sẽ dễ vô bàn nhất. Đó, các bạn thấy đơn giản không? Đấy. Sau vài phút chia sẻ của Nhân về kỹ thuật giao bóng mổ xí xuống ngắn thì Nhân mong là các bạn sẽ sớm thành công nha. Thì Nhân thấy kỹ thuật này là cũng tương đối dễ dành cho tất cả các bạn mới tập chơi. Chỉ quan trọng là khi mà các bạn tiếp xúc vào trái bóng, các bạn dùng cái lực của tay các bạn bấm vào trái bóng như thế nào thôi. Ví dụ mình bấm ở ngay phần dưới đích bóng là xí xuống, mình mổ bên hông trái bóng là xí lên, thì các bạn sẽ biến hóa hơn và chủ động hơn trong cái khâu giao bóng tấn công. Các bạn thấy video clip của Nhân hay và hữu ích thì Nhân xin một like, một dislike, hoặc là một lượt comment, một lượt đăng ký kênh, hoặc là bất cứ thứ gì cũng được, miễn là các bạn nhớ cho Nhân để cho Nhân tạo một cái động lực lớn để ra những cái video sau ngày càng nó hoàn thiện hơn. Các bạn đang gặp khó khăn gì về kỹ thuật trong bóng bàn hay comment ở phía dưới, Nhân sẽ cố gắng giải đáp tất cả các thắc mắc của các bạn. Chơi bóng bàn không khó, chỉ cần tất cả các bạn xem hết video clip của bóng bàn Fansico. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video của Nhân nha.